để băng vô nhà xe núp một cái nè, mưa quá to luôn, mưa lớn lắm. Hôm nay là phải nói là mưa cực kỳ, mưa to. Theo dự báo thời tiết thì cả ngày hôm nay có lẽ sẽ là mưa đây, mưa dọc ra. Mưa lớn lắm cả nhà ơi, đi không được luôn, quá trời. Tiếp mưa rất to, lượng mưa như thế này thì cả nhà hình dung được là ngày hôm nay mưa sẽ như thế nào ha. Xe mình khu xả nước đã chảy số xả này. Đây là khu vực trong chợ sắm mới rồi cả nhà nha, thôi chứ buôn bán gì được nữa. Mưa giả mang, mưa giả mang mưa ha, quá trời đất. Đây cả nhà, mình đi bộ còn ướt chứ đừng nói đi xe nè, rất lớn, khủng khiếp thật. Cái khủng khiếp như thế này nè, lượng mưa không thể tưởng tượng cả nhà ơi, lượng mưa phải gọi là dã man, mưa như thác đổ, mưa như thác đổ nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, thấy mưa như thác đổ, mịt mù luôn, không còn một chút xíu gì là không thấy đường đi luôn, đi bộ mà còn không thấy đường luôn cả nhà ơi, khủng khiếp thật. Đây nè, chú trời ơi, là nước mưa nó tạt, không thể tưởng tượng lượng mưa lớn như vậy. Xin thân ái mến chào cả nhà nha. Nha Trang đang đổ mưa rất là lớn quý vị. Bây giờ thì em xin mời quý vị chúng ta cùng đi dạo một vòng cả nha. Sáng hôm nay thì bất ngờ Nha Trang đổ cơn mưa rất là to. Và theo như dự báo thời tiết thì có lẽ sẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày mưa dầm mưa về đây cả nhà. Hiện tại thì mưa rất lớn nha. Mưa rất lớn luôn cả nhà. Bây giờ em sẽ cùng cả nhà chúng ta đi một vòng. Đi ra khu vực chợ nha. Chắc có lẽ sẽ đi băng ra hướng chợ sắm mới đi, dạo quý vị một vòng ha. Bây giờ thì mưa đang rất là lớn quý vị. Mưa và kèm theo là gió nữa. Bước vào những cái tháng cuối tháng 9, những ngày cuối tháng 9 thì cả nhà cũng thấy Nha Trang bắt đầu bước vào cái tháng mưa rồi. Bây giờ trở đi thì là những cái tháng mưa cực kỳ là dầm về luôn. Mưa quá trời mưa. Mưa đi qua chim hả? Nói cập nhật đến cả nhà là mặc dù là trời mưa nhưng mà Nha Trang vẫn cứ rộn ràng nhộn nhịp cả nhà. Công việc của ai thì người nấy làm thôi. Chúng ta sẽ đi một vòng ra hướng chợ cả nhà, ghi hình cho cả nhà xem cái không khí ngày hôm nay. Đấy, mưa rất là lớn cả nhà, mưa rất lớn luôn nha quý vị. Đây là khu vực chỗ cái quán bún bò 100 và cái tiệm vàng Kim Trung. Đấy, bên cạnh là tiệm vàng Kim Trung và trước mắt là tiệm vàng Kim Vinh. Mưa rất là lớn luôn quý vị ơi. Hôm nay là ngày thứ năm. Quá trời mưa luôn quý vị. Cập nhật đến cả nhà là thời tiết Nha Trang ha. Bây giờ là 10 giờ sáng quý vị ha. 10 giờ sáng mà nhìn bầu trời tối đen như mực, như là 6 giờ sáng rồi. Mưa rất to. Ồ, cái bảng nó bay, gió nó bay rồi cô. Bảng nào? Đây nè. Gió nó bay ra ngoài luôn. Cái bảng nó bay ra ngoài luôn cả nhà. Gió nó tạt đó. Dạ. Bây giờ thì em sẽ cùng quý vị chúng ta đi dạo chợ ha, dạo một vòng chợ trời mưa cho cả nhà xem. Coi từ hôm nay chợ búa thế nào. Cập nhật cả nhà thời tiết Nha Trang ha, ngày thứ năm. Quá sức mưa khủng khiếp luôn. Âm lịch là ngày 24. Chúng ta sẽ đi ra chợ một vòng nha cả nhà, dạo cho cả nhà xem không khí hôm nay trời mưa chợ búa buôn bán có được hay không. Quá trời mưa luôn, chu trời mưa lớn cả nhà ơi. Mặc dù đi bộ nhưng mà nó cũng tạt, gió nó cũng tạt, gió tạt quá dữ. Wow, đi băng vô nhà xe núp một cái nè, mưa quá to luôn, mưa lớn lắm. Hôm nay là phải nói là mưa cực kỳ, mưa to. Theo dự báo thời tiết thì cả ngày hôm nay có lẽ sẽ là mưa đây, mưa dầm mưa về luôn cả nhà, chứ không phải là mưa một tí xíu mà là hết đâu.
Qua wow, trời mưa lớn, mưa rất to luôn. Mặc dù là mang dù nhưng mà có lẽ là cũng không đi được đâu. Qua wow, trời mưa dã man hay anh ha, mưa lớn quá. Dạ. Mưa lớn lắm cả nhà ơi, đi không được luôn. Qua wow, trời. Tiếp mưa rất to. Lượng mưa như thế này thì cả nhà hình dung được là ngày hôm nay mưa sẽ như thế nào ha. Cập nhật cả nhà, hôm nay là thứ sáu, ngày 26 tháng 9 nha. À, ngày thứ năm, ngày 26 tháng 9, xin lỗi cả nhà, ngày thứ năm. Mưa khủng khiếp. Mưa này mà xe máy cũng rút chứ đừng nói đi. Cái nhà xe mình cứ tràn nước đã chảy xối xả. Đây là khu vực trong chợ sắm mới rồi cả nhà nha. Qua trời nước nó chảy. Để mà mưa rất to. Cái này nó chảy rồi, băng nước cái xe. Quá trời mưa là phải cô đi chợ là không mưa rồi. Quá trời đất mưa khủng khiếp. Quá trời luôn cả nhà ơi, không biết đi có được hay không đây, mưa to quá. Em sẽ cố gắng đi bộ ra phía sau nha. Đi dạo ra phía sau luôn. Đi hình cả nhà xem. Cả nhà thấy không? Mưa dày thì thôi chứ buôn bán gì được nữa. Mưa dã man, mưa dã man mưa ha, quá trời đất. Đây cả nhà, đi ở trong tôi chỉ còn không dám đi ở ngoài nữa. Quá trời đất, trời mưa dã man chưa, cũng khiếp thật. Cái cơn mưa như thế này, mưa lớn thế này là khả năng chợ bầu sẽ ngập nước đấy cả nhà nha. Em sẽ đi một vòng chợ sắm mới, sau đó thì sẽ xách xe chạy qua chợ bầu và ghi hình cho cả nhà xem tình hình bên đó thế nào. Còn hiện tại là quanh khu vực chợ sắp mới đây, trời ơi mưa không thấy đường đi luôn cả nhà, mình đi bộ nhưng mà vẫn ướt nha. Thấy đi bộ nhưng mà nước mưa vẫn tạt nè cả nhà ơi, câu trà cũng khiếp, trời ơi mưa dã man thật. Dạ à, dạ không, mưa quá trời luôn, cũng khiếp thật. Quá trời sức, quý vị đi bộ còn ướt chứ đừng nói đi xe. Chắc phải kiếm chỗ nấp thôi, tại vì nó tạt quá cả nhà. Mưa quá trời mưa. Đó, mình đi bộ còn ướt chứ đừng nói đi xe nè. Mưa rất lớn. Cục tiếp tục. Em đang đứng theo lực ngã tư bỏ trứ và trọng thương hạng. Hoa thật giả mà. Qua wow, trời. Bước vào mùa mưa Nha Trang là quý vị thấy là mưa Nha Trang như thế này rồi. Đến mùa mưa là Nha Trang sẽ như thế này đây cả nhà. Đây là những ngày mưa lớn, những ngày mưa gió cực kỳ khủng khiếp như thế này đây. Cho nên mưa thế này thì bảo đảm với cả nhà là bên chợ bầu sẽ ngập nước. Bây giờ thì em sẽ đi nhanh một vòng ra phía bên kia đường Hội Trung Cán, sau đó thì quay về lại. Đó, cập nhật cả nhà từ Nha Trang sáng ngày thứ năm, ngày 26 tháng 9 nha. Đó, một ngày mưa khủng khiếp tại Nha Trang. Bây giờ là 10 giờ sáng nha cả nhà. 10 giờ sáng mà cả nhà nhìn nè, nước mưa chảy khủng khiếp như thế này nè. Lượng mưa không thể tưởng tượng cả nhà ơi. Lượng mưa phải gọi là dã man. Mưa như thác đổ, mưa như thác đổ nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè. Đấy, mưa như thác đổ. Mịt mù luôn, không còn một chút xíu gì là không thấy đường đi luôn, đi bộ mà còn không thấy đường luôn cả nhà ơi, khủng khiếp thật. Đây nè, chú trời trời ơi, là nước mưa nó tạt, không thể tưởng tượng lượng mưa lớn như vậy. Đấy, cập nhật đến cả nhà tình hình mưa gió tại Nha Trang sáng ngày thứ năm, ngày 26 tháng 9 năm 2024. Cơn mưa rất to, báo hiệu một mùa mưa, một mùa lũ sẽ sắp đến với Nha Trang. Chú trời nước nó tạt cả nhà xem nè. Khủng khiếp dã man. Thế mới thấy được là
mùa mưa đến rồi, đã chính thức đến với Nha Trang rồi, quá sức là khủng khiếp. Đứng đây một chút xíu đây cả nhà ơi, mưa to quá. Đấy cả nhà đang cô lấy nước này, rất to, mưa khủng khiếp. Tình hình mưa gió thế này thì bảo đảm với cả nhà là bên chợ Bầu đã ngập nước rồi đó. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng ra Hưng Đức Kháng này, sau đó thì tắt xe máy đi qua chợ Bầu để đi hình tiếp cho cả nhà mình xem. Giả mang cả nhà xem nè, mưa không thấy đường luôn đó. Đừng nói mà đi xe máy nha, bảo đảm cái này mà đi xe máy là không đi nổi đâu, tại vì nó tạt kinh khủng lắm. Đi bộ mà còn đi không thấy đường đi mà mưa rất to, quá trời quá đất, cả nhà nhìn quá trời quá đất. Giả mang chưa, ô chà 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 chà, khủng khiếp thật, chưa từng thấy ha. Từ đầu mùa mưa tới giờ, tức là từ đầu tháng 9 tới giờ thì theo em nghĩ là cơn mưa này là to nhất cả nhà, quá sức khủng khiếp, tạt tạt văng cả máy luôn. Đấy, mấy chị nắng rau ở đây là núp ở trong này rồi, quá sức khủng khiếp. Ồ to, mưa rất to cả nhà. Cả nhà mưa rất lớn nha, mưa rất to luôn. Nhà nhìn cái lượng mưa như vậy là dã man lắm. Quá trời quá đất, quá sức quá biển. Cái cơn mưa cả dã man, cái dù mà còn rớt luôn mà. Làm sao mà che dù được, cái tạt bay dù lên, bay lên. Đi bộ thì được, đã mang thật, mưa lớn. Ô trời khủng khiếp cả nhà ơi, từ bữa giờ đây là cái mưa lớn nhất rồi chị ạ, quá sức. À cả nhà xem mưa nè, trời ơi nó tạt khủng khiếp chưa. Như vậy là đây là cơn mưa lớn nhất từ bữa giờ đây cả nhà đó. Che bông hoa đồ nó bay nó rụng hết cả nhà, mưa to quá mà khủng khiếp nha cả nhà ha. Em đang có mặt trên đường Hưng Đức Kháng hướng đi về Ngô Gia Tự nha cả nhà, và cơn mưa vẫn rất là lớn, chỉ băng vào nhà xe thôi. Ô dã man thật. Đấy chỗ này là nước mưa nó chảy không kịp và nó ngập luôn rồi. Đấy cả nhà xem, nước mưa đã ngập cái coi đoạn đường chỗ này rồi, bởi vì nó nước lượng nước quá lớn cả nhà nha, không có thể nào mà rút kịp. Tình hình cái này thì bảo đảm với cả nhà là chợ Bầu đã ngập nước. Bây giờ thì em sẽ đi về ha, sau đó thì sẽ di chuyển sang chợ Bầu để ghi hình cho cả nhà mình xem cái không khí bên đó hiện tại ra sao. Mưa dã man thật. Em đang đội cầm một cái dù ở đi giữa mưa đây. Mưa tạt lắm nha quý vị, tạt rất lớn luôn, mịt mù luôn. Mình đi bộ mà tạt ướt luôn cả nhà, đi bộ mà vẫn ướt chứ không phải nói đi xe nha cả nhà. Đang đi bộ mà mưa vẫn tạt cho mình ướt luôn. Nó báo hiệu một mùa mưa và khủng khiếp sắp đến với thành phố Nha Trang rồi. Một mùa mưa sắp đến với Nha Trang, dã man thật, rất to, mưa rất to luôn. Em sẽ đi về hướng Ngô Gia Tự nha. Đấy, xin gửi đến cả nhà những cập nhật cả nhà hình ảnh ngày thứ 5, ngày 26 tháng 9 nha. Và Nha Trang hiện tại mưa rất to, cơn mưa như trút nước, khủng khiếp thật. Ui trời, nước nó xịt ra. Bây giờ này thì có đi ô tô thì chứ đi bộ nước nữa, cực kỳ là khủng khiếp cả nhà. Rồi em xin tạm dừng video hôm nay cả nhà nha, và xin chúc cả nhà một ngày mới bình an. Hãy like, chia sẻ video và đăng ký kênh nha, để cập nhật tiếp tục các cái video tiếp theo về tình hình Nha Trang, đặc biệt là vào mùa mưa bão năm nay. Đấy, cả nhà nhớ chia sẻ video ha và đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt cả nhà. Khủng khiếp. Không thấy đường luôn cả nhà, đứng đây mà không thấy đường qua luôn.
lượng mưa khủng khiếp nha cả nhà nha. Đã mang rồi, nó tầm nhìn xa không còn nữa, thành ra là xe máy đầu ô tô phải bật đèn lên. Thôi, ta qua đường thôi. Giả mang thì lượng mưa này là bảo đảm chợ bầu đã ngập rồi. Rồi, xin mến chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.